Xin chào mọi người, hôm nay mình có thời gian mình làm lên một cái clip nói về hàng thật hàng giả của chai Rémy Martin XO. Cái độ này thì bên Việt Nam thì người ta dùng rất nhiều mà đâu là hàng thật, đâu là hàng giả nha. Chai này có giá trị ở bên Mỹ á, mình mới mua là 175 đồng một chai nè. Receipt còn nè, ngày tháng năm còn đúng không? Đây, xem receipt nha. Đó, thông tin đầy đủ luôn. Cái này là ngày mua lúc 2 giờ 46 phút. Đây, ngày 27 tháng 8 nè. Ngày thứ bảy nè. Sao đầy đủ luôn. Jimmy Lee nè. 409 men chip RS MA 02149. Mua cho này một chai 145 đồng một chai. Đây. 175 đồng một chai. Hai chai là 300 mấy á. 350. Thì mình soi từ từ cho mọi người coi nha. Trước mắt mình soi cái vỏ chai trước đi. Vỏ chai đây thì đây, cái vỏ chai này. Mặt trước thì sờ mình lấy gần cho mọi người coi nha. Đó. Để nhìn nó có cái vân lên nè. Đây, cô nhất nè. HCL cô nhất. Sau đấy nè, cái mã vạch nó. Có dưới cái mã số này có mã quang luôn là 302 40 10. Đây là xung quanh bên hông của nó. Xem kỹ mọi người. 750 ml. Đó có 40% là alcohol. Đẹp. Cái này có cái hình nó in, in cái nắp này có cái in sờ cảm giác luôn, sờ cảm giác luôn nha, sờ cái nó cộng lên còn cái trong đóng sâu cái trong luôn này nè. Mình kỹ người đó, đó là mình cái bao bì chai. Tiếp tục tới những cái vỏ chai, cái chai bên trong này mình sờ có cảm giác luôn nha, sờ có cảm giác nó đóng sâu xuống xung quanh này. XO Remy ngày mai nhà có tiệc cho nên mua hai chai này thì sẵn lưu lý cho mọi người coi luôn. Cái này chai này thì ở Việt bên Mỹ thì người ta uống rất nhiều, Việt Nam thì người ta cũng dùng lắm. Thứ nhất là bên khu Martin Remy Martin này ở trong quán bar thì người ta dùng nhiều lắm, mà đâu là thật đâu là giả thì mọi người cũng khó phân biệt được. Sau cái nắp trên này, phần trên mọi người coi có hình logo đó. Đây phía sau. Phía sau tem á. Rồi gọi cho người coi thấy đó. Góc này dễ thấy nè. Chỗ đèn. Trước đó. Thì bên Việt Nam thì mình đem được cái chai này về mình uống cái chai này không với vỏ cái chai này vô á, cái vỏ chai với cái này thì nó thu vô được 500 ngàn nha. Cái vỏ chai này với hộp hay không mà thu vô bao bì là không 500 ngàn. Xem tao mọi người xem phim đó mua cái đúng cái chai bên Việt Nam thì nó có giống cái chai mình đang xài bên bên này không nha. Đây, mới mua về 175 đồng. Luôn thế hết tất cả luôn. Đó, còn đá chai. Chai của người 700 0,75 lít. Cô nhắc Rancy của Mỹ, ý lộn của Pháp. Remy Martin. Nó đóng vô vỏ chai nè. Thấy rõ không mọi người? Đó, các bạn thấy rõ nè. Các bạn thấy cái cỏ nè, cô nhắc French 0,75 lít, có hình có logo nằm đi luôn. Đây cũng vậy luôn, đi chen nhau mình có tiệc này, mua về chuẩn bị đại khách. Ok thì mọi người mình thì không có am hiểu gì rượu lắm, nhưng mà mình mua trên này mình chắc chắn là không phải là hàng giả, cho nên là mình muốn quay cho mọi người xem thử là phân biệt được hàng đâu là hàng thật hàng giả. Cái mua bên Việt Nam á, mua mình mua mình biếu mình tặng cho ai á, mình coi cái có đúng hay không, đúng hay không, đúng hàng hay không nha. Ok, video xin thích mọi người, bye bye mọi người, hãy ủng hộ kênh của mình nha. Kênh của mình là chuyên về nói về hàng thật hàng giả là nhiều, hàng thật hàng giả, ai có muốn biết hàng thật hàng giả thì mình sẽ review lên cho mọi người xem, nhất là thực phẩm chức năng rồi điện thoại rồi loa những gì mà bên Việt Nam người ta chuộng nhất á, thì chuộng càng chuộng nhiều thì càng có hàng giả nhiều, cho nên là mình hay review những cái hàng giả lên, hàng thật lên để cho mọi người biết, mọi người theo dõi ủng hộ kênh mình nha. Ok, bye bye mọi người.